Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án rất là mới của bên em, 2 căn thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với những thông số nhà rất là đẹp mọi người nha. 2 căn thì diện tích trên sổ đỏ từ 38,5 cho tới 40 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng và có chờ cầu thang lên trên phía tầng 4 mọi người ơi. Video này Ngọc Ánh sẽ quay căn bên ngoài và phần 2 sẽ là quay căn bên trong. Mọi người chú ý theo dõi phần 1 và phần 2 để được cập nhật thông tin đầy đủ nha. Với phần 1 của ngôi nhà, hướng nhà là hướng Đông Nam, mặt tiền của ngôi nhà là 4,4 m và thiết kế xây dựng là 3 tầng chia 4 phòng ngủ mọi người ạ. Với cái căn nhà này mặt tiền rất là rộng, rất là thoáng mặt ngõ. Từ vị trí của cái căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc với mọi người, từ vị trí của cái căn nhà này đi ra Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ chỉ 500 m, cách với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông khoảng tầm 1 km, rất là thuận lợi. Ngõ trước nhà 2,2 m, cách với trục đường ô tô đỗ gần, chỉ rơi khoảng tầm 100 m thôi mọi người ạ. Và 150 m là ra tới trục đường 70, trục đường chính Đại Mỗ. Mọi người theo em vào vị trí cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phần mặt tiền và là cửa chính. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư ốp đá granite đầy đủ rồi. Và đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà. Như mọi người có thể quan sát trên video này thì về phần sơn, phần gạch, lát nền cũng như là phần hệ thống đèn điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Với cái căn nhà này theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi, tất cả đều đã bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ đỏ. Và cái căn nhà này về pháp lý, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ chính chủ, giấy phép xây dựng hợp lý mọi người nha. Thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, giá chào bán 2,9 tỷ đồng mọi người ạ. Phần mọi người có thể nhìn thấy đây, cái tông màu chủ đạo của cái ngôi nhà này là chủ đầu tư thiết kế là màu trắng và gạch lát nền kích thước 60x60 màu trắng. Phần phòng khách Ngọc Ánh đang đứng đây rất là rộng. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là phần phòng khách. Đấy, rất là dễ dàng, căn nhà vuông vắn kê đồ hợp lý. Và với cái giá chào bán này, đồng thời ở cái khu vực này ngõ nông đi lại thuận tiện, thì Ngọc Ánh đang thấy rằng nếu như quý khách hàng nào đang có nhu cầu tìm khu vực nhà ở phường Đại Mỗ thì căn nhà này là một căn nhà rất là lý tưởng để mọi người có thể cập nhật. Và phần tầng 1 của ngôi nhà có một phòng bếp. Đây, phòng bếp của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy được tủ bếp được thiết kế là gỗ MDF, chống cong vênh, mối mọt và chống nước mọi người nha. Đây, phụ kiện bếp được thiết kế chất liệu inox 304, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Về phần chậu này, vòi rửa này, nước sạch đó. Mặt bếp được ốp đá đen granite, xung quanh bếp được ốp gạch 30x60, rất là dễ lau dọn vệ sinh cho các bà nội trợ. Đó. Với hai cái tông màu này rất là nổi bật và trang nhã, làm sáng bừng cái căn bếp lên mọi người ạ. Rất là tươi trẻ, cảm giác nó rất là nhiều sức sống trong cái căn phòng bếp này. Và phía tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng của ngôi nhà. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi tới ra trường mầm non, trường tiểu học, Ủy ban Nhân dân phường, chợ dân sinh, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500 m quay đầu thôi mọi người ạ. Ngõ nông, cách với trục đường 70 như Ngọc Ánh vừa chia sẻ chỉ 150 m thôi, rất là gần. Và đây là tầng 1 rồi, thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 nhá. Ngoài ra Ngọc Ánh xin nói thêm một chút về cái phía cầu thang đi lên. Cầu thang ở giữa đi lên rất là rộng mọi người ạ, không bị dốc. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang tầng 1 trên lên tới tầng 3 của ngôi nhà đều được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mời mọi người theo em lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Mọi người ơi, với cái căn nhà này hướng nhà Đông Nam, lô góc thoáng mọi người ạ. Cho nên là có cửa sổ mở ra phía bên hông này rất là thoáng. Tất cả có cửa sổ ở phía cầu thang đi lên cũng như là trong các phòng ngủ nha. Đây là thiết kế trên tầng 2. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế đây, mọi người có thể thấy hành lang rất là rộng để đi vào hai căn phòng ngủ của ngôi nhà, và có một nhà vệ sinh ở giữa. Thiết kế cái ngôi nhà này rất là hài hòa và hợp lý, bởi vì với cái diện tích 38,5m chia hai phòng ngủ khá là rộng. Trên tầng 2 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp. Đây, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Phía tầng phòng ngủ này có trần thạch cao, đèn led. Và cái căn phòng ngủ này rất là vuông vắn, hướng thì rất là mát. Đây mọi người ạ, đứng ở cửa sổ này mới thấy rất là mát luôn ấy. Với cái diện tích căn phòng ngủ này khoảng tầm 9m2, kê đồ đạc rất là hợp lý. Cửa thông phòng của cái căn phòng ngủ này là thiết kế là cửa gỗ. Các phòng ngủ đều được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa rồi mọi người nha. Với căn nhà này đúng thật sự rất là đẹp, hoàn thiện, chỉn chu, đầy đủ, chỉ việc xách vali về và ở được ngay. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo. Căn phòng ngủ này cũng thế mọi người ơi, hướng. Và tuy nhiên cái căn phòng ngủ này thì nó thoáng hơn, bởi vì là nó hướng ra mặt ngõ, có cửa sổ rộng hơn đây. Đó. Vị trí của căn nhà thì thuộc phường Đại Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, ngay ở đầu Đại Mỗ thôi mọi người nha. Cụ thể ngõ 252 đường Đại Mỗ. Sổ đỏ đầy đủ hết rồi, giá chào bán thì hợp lý, chỉ việc sang tên thôi. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết thì cứ liên hệ ngay với Ngọc Ánh nha. Tầng 2 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây khá là rộng và có cửa sổ ở trong nhà vệ sinh luôn đây mọi người này. Đấy. Thiết kế ở đây là đầy đủ về bồn cầu liền khối này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, dây chờ nóng, bình nóng lạnh này. Đây, lavabo và gương tắm rất là đầy đủ và tiện nghi mọi người ơi. Cửa nhà vệ sinh của ngôi nhà này toàn bộ từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, nó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 2 thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Có đầy đủ 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nữa. Vậy như vậy bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này đã sở hữu 4 phòng ngủ rồi, rất là rộng. Đây, toàn bộ cửa thông phòng mọi người nhìn thấy. Ở trên tầng 3 thì nó khác biệt một chút so với tầng 2. Đó là sàn mọi người ạ, không phải là sàn gỗ công nghiệp mà thay vào đấy là gạch lát, nền kích thước 60-60 vân gỗ. Còn đâu cửa sổ các thứ thì thiết kế tương tự như nhau. Phòng ngủ diện tích kích thước như nhau. Điểm đặc biệt của cái ngôi nhà này, đó là chủ đầu tư thiết kế tròn trịa 3 tầng và có chờ cầu thang để đi lên trên phía tầng 4 nếu quý khách hàng nào có nhu cầu xây dựng thêm ở trên phía tầng 4 nha. Cái này lát nữa Ngọc Ánh sẽ nói kỹ hơn một chút với mọi người. Còn đây là phía phòng ngủ ở trên tầng 3. Vuông vắn rất đẹp, cửa sổ đầy đủ, thông thoáng. Hướng nhà hướng Đông Nam thì chắc hẳn là quý khách hàng sẽ biết rằng cái hướng Đông Nam là gần như hợp hướng với tất cả mọi người. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì cực kỳ mát. Với những cái hướng Đông Nam này thì quý khách hàng khó tính nhất cũng có thể chọn lựa được cho mình. Đây, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa. Tầng 3 cũng còn có một nhà vệ sinh nữa mọi người nha. Như vậy nhà này là thiết kế 3 tầng thì 3 phòng vệ sinh từ tầng 1 lên trên phía tầng 3, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Điểm nhấn cuối cùng của ngôi nhà này đó chính là cái cầu thang đi lên trên phía tầng 4. Tại sao Ngọc Ánh đọc chỉ có 3 tầng thôi, nhưng mà ở đây chủ đầu tư có thiết kế cho mình cầu thang sẵn để đi lên trên phía tầng 4. Ở trên này chủ đầu tư thiết kế sân phơi, mời mọi người theo em. Đây là phía cầu thang đi lên từ tầng 3 cho đến tầng 4 mọi người ạ. Ngọc Ánh chỉ đọc ở phía dưới là 3 tầng thôi, tuy nhiên chủ đầu tư có chờ sẵn cầu thang lên trên này. Nếu như quý khách hàng nào có nhu cầu xây dựng thêm ở trên phía tầng 4 thì cái đấy là quá ok luôn, bởi vì trong giấy phép xây dựng của cái ngôi nhà này xin xây dựng là 5 tầng cơ mọi người ơi. Đó, trên này là sân phơi khá là rộng. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì có thể bắn mái tôn và quay vào giống xung quanh đây. Từ vị trí của ngôi nhà này mọi người có thể nhìn thấy đây, đằng phía kia theo tay Ngọc Ánh chỉ ở đây đó chính là khu đô thị. Rất là tiện lợi, sinh hoạt gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non ở đây. Đây mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều chung cư ở xung quanh đây. Chung cư của Đại Mỗ. Bồn nước đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. bồn một khối của ngôi nhà này. Đó. Vậy thì quý khách hàng đã xem đến Ngọc Ánh review tận cái cuối cùng video này rồi thì muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí căn nhà khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này hoặc vị trí khác, ở bên Ngọc Ánh vẫn còn một số căn giá rất là hợp lý, 1 tỷ 320 triệu đồng thôi mọi người ạ. Sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Muốn biết thêm thông tin chi tiết thì gọi điện cho em nha. Bất Động Sản Nhà Tốt hứa sẽ cố gắng nhất có thể để có thể tư vấn cho khách hàng chọn lựa những cái căn nhà ưng ý nhất, hợp lý nhất và thích nhất. Và cuối cùng mọi người nhớ bấm like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.